Xin chào cô chú anh chị đã trở lại với kênh Vườn Xứ Trúc Ly nha. Hôm nay là ngày 7, trưa ngày 7 tháng 7 năm 2022 nha cô chú anh chị. Con tiếp tục lên một lô xứ ghép bao xếp nha. Cái này là con bao xếp nhỏ cây nha. Cái này giá rất là bình dân luôn á. Giá từ 70.000 đến 90.000 thôi nha cô chú anh chị. Con bao xếp nhỏ cây, nếu mà cô chú anh chị mà mới chơi mà muốn xếp nguyên chậu á thì cộng thêm 10.000 mỗi cây nha. Cái này là con đi hàng gửi bưu điện nha. Gửi bưu điện gửi tận nhà cho cô chú anh chị mình luôn nha. Con ship từ 2 cây nha cô chú anh chị. Con bắt đầu từ cây số 1 nha. Cây số 1 là một cây yến nhi chín. Yến nhi chín đang hoa nha, đang nụ chứ. Yến nhi chín này 4 bo nha cô chú anh chị. Dáng nằm nằm nè. Dáng eo eo nè. Chín tàn xâm xê luôn nha. Đang có nụ nha cô chú anh chị. Nụ bên đây nữa nè. Cái số 1 90.000, cây dáng ẹo. Cây số 2 80.000 nha. Đây tổng quan cây số 2 đây. Tàn rất là đẹp luôn. Cây số 2 này có 4 bo nha. Con ghép 3 màu nha cô chú anh chị. Cái số 2 này con ghép Golden Year, Tân Quý và Purple View nha. Này có con bo Golden Year đang có hoa nè. Golden Year hoa màu tím nha, tím đậm nha. Cái số 3 con ghép 2 màu nha. Là cần ruột 15 và Minh Thi. Cần ruột 15 này có thể chiếc zin nha. Bo rất là to luôn nè. Cao to khỏe luôn. Tược cao. Cái số 3 90 nha. Cái số 3 này 3 bo. 2 bo cần ruột 15 và 1 bo Minh Thi nha cô chú anh chị. Cái số 3 này tược rất là khỏe luôn. Cần ruột 15 rất là khỏe luôn. Có thể chiếc xin được thoải mái. Tới cây số 4 nha. Số 4 là một cây đại mỹ nhân. Đại mỹ nhân sai hoa rất là to nha. Sai hoa to, xiên bông. Cây này 80.000 nha cô chú anh chị. Cây này 4 bo. Vườn con bán là chuẩn hoa cho cô chú anh chị mình luôn á. Người chú anh chị mình yên tâm nha. Cây đại mỹ nhân đang hoa. Cây số 5 con ghép 2 màu tí nhiệt đới và cẩm hồng nha cô chú anh chị. Cây số 5 này 80.000. 3 bo tí nhiệt đới và 1 bo cẩm hồng, 4 bo. Cái này lá nó bị rụng ở dưới nè, bây giờ nó đang sung lại nè. Cái này chưa hoa nha. Cây số 6 80.000 là một cây huyết rồng. Hay còn gọi là rồng đen á. Cái hoa nó màu đỏ như hoa hồng vậy đó mà đỏ đen, đỏ có viền đen đậm luôn. Mới nở nó màu đen rất là sậm, màu rồi từ từ cái nó chuyển đỏ. Cây này 6 bo nha cô chú anh chị. Cây này cái tược nó xòe xòe ra nè. Nữa nó ra tàn rất là xum xê luôn nha. Cái số 7 80.000 là một cây cẩm thạch ngọc ngân nha. Cẩm thạch này là hoa lá cẩm thạch hoa màu đỏ năm cánh nha cô chú anh chị. Điểm lên cái lá màu trắng cẩm thạch nó rất là nổi luôn á. Cái lá cẩm thạch nè, nhìn là thấy phê. Cái này mình chơi lá nhiều hơn là chơi hoa nha. Cái số 8 80.000 là một cây thần tài nha cô chú anh chị. Thần tài đang hoa luôn. Thần tài hoa cũng rất là to, màu hoa đỏ đậm nè. Ở trong họng nó cũng đỏ luôn, đỏ nguyên nguyên cái bông luôn. Sai hoa to nè, nhiều nụ nha. Nụ nói nụ luôn, hết bông này tới bông khác luôn. Cái số 8 80.000 năm bo nha cô chú anh chị. Cây này ghép thêm một màu, có hai bo cẩm hồng nữa nha. Này hai màu thần tài và cẩm hồng. Thần tài đang nụ nha.
Cái số 9 70.000 là một cây tuyệt đỉnh. Tuyệt đỉnh nó giống như cái tên của nó, sai hoa to, hoa 4 lớp, to như cái chén luôn vậy đó. Cây này hiệu quạnh cũ khoảng 2 vòng tay. Cũ nó mini mà cái tược nó khỏe nha. Cái tược nó rất là khỏe, đang có nụ luôn nha cô chú anh chị. Số 9 70.000. Cái số 10 là 70.000 luôn. Cây ngọc băng ba bo nha. Ngọc băng đang nụ nè. Ngọc băng trắng tinh khôi luôn, trắng như ngọc trinh luôn á. Băng sai hoa rất là to nha. Hoa màu trắng, cái bông này nó sắp tàn rồi mà nó còn trắng, rất là trắng nha. Trắng tinh khôi luôn á. Hoa từ 3 đến 4 lớp nha cô chú anh chị. Sai hoa to màu trắng. Đây nó còn đang có nụ chưa nở nữa nè. Màu rất là yêu luôn. Số 10 70.000 nha. Hôm nay con có 10 cây nha. Ngày nào con cũng lên một clip buổi trưa là con sứ ghép, còn buổi tối là sứ hạt lai tạo. Chú anh chị mà sưu tầm loại nào thì theo dõi giờ đó nha. Buổi trưa con đăng vào lúc 11 giờ, còn buổi tối con đăng vào lúc 19 giờ nha cô chú anh chị. Này sứ ghép này con ship từ 2 cây nha. Chú anh chị mà sưu tầm cây nào thì cứ alo số điện thoại của con trên góc màn hình nha. Số điện thoại con là 0358 899 853. Cảm ơn cô chú anh chị đồng hộ vườn của con nha.